Chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 31 tháng 12, là gọi là tháng cuối cùng của năm cũ đây. Hôm nay em lên em xả cho bác một cái đống giày này, phải nói là cực kỳ đẹp VIP luôn bác nhé. Đấy, các bác ưng luôn nào nhanh tay liên hệ các bác nha. Số điện thoại là 0383 440 410. Đấy. Xuất chiêu một đôi đẳng cấp luôn. Size 42. Đây các bác, kiểu dáng độc lạ. Thương hiệu rất là đình đám luôn. Đế đi ra nhé. Form dáng đẹp. Mã cột. Đôi này size 42. Mã của nó là mã XL1. Đấy, size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 2 luôn. Đây xả bánh nóc luôn các bác luôn, 1 triệu 2 bác nhá. Xả tết bác ạ. Mã XL1 size 42 giá 1 triệu 2. Một đôi giày hiệu size 40 dành cho bác nào thích chơi giày hiệu. Một đôi Valentino ở đâu? Đây là gì đây? Giày của Ý à? Giày của Ramada Italina Varen Vadi cái gì ạ? Varen Vadi cái gì các bạn nhé? Đẹp lắm. Đôi này thì siêu hiệu rồi. Giày như kiểu giày Gucci. Thương hiệu thì đôi siêu nhẹo nhá, nhẹ lắm. Các bác đeo lên giày, các bác đeo lên chân cảm giác không đeo giày luôn ạ. Đôi giày VIP VIP luôn. Đế đây. Đế đây. Đôi này size 41 các bác nhá, size 41 phải size 40 41. Sorry các bác, đôi này size 41 ạ. Đẹp quá. Một đôi giày size 41 cực đẹp luôn. Này, tổng thành đôi giày này. Tập hiệu luôn. Khâu hết rồi các bác nhé. Size 41. Mã XL2. Size 41. Bác nào lấy đôi này em để cho bác một cái giá là 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi một đôi giày hiệu các bác nhé. XL2 này. Size 41. Đấy, giá 1 triệu rưỡi. Một đôi size 40. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Kíp chưa? Này, để bên trong trước sau đây. Nó cứ gọi là đẳng cấp luôn. Size 40 các bác nhé. Bởi form dáng đẹp lắm các bạn ạ. Da này các bác đeo đến trọn đời luôn. Mã XL3. Size 40. Đấy, giá đôi này là 1 triệu 1 triệu 6 các bác nhá, 1 triệu 6 đôi này luôn.
XL3 size 40 giá 1 triệu 6. Một đôi giày hiệu size 42 Black. Đôi này thì nó xịn hơn cả nó. Giày nó dạng xịn như kiểu Gucci bác nhá. Đôi này. Đôi này nó đắt đỏ nó còn hơn cả Gucci cơ. Đấy, size 42 Black. Đéo nhìn cái đấy nữa. Đôi này đánh si về em nói các bác đẹp mê man luôn. Đánh được đánh si vào thì chấm hết luôn. Có lát này. Đó nhìn form dáng đeo. Tất cả giày đều khâu hết bác nhé, đeo. Đấy, một đôi có lát size 42. Đẹp hết đúng chấm luôn. Mã XL3, à XL4. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 7 bác nha, 1 triệu 7 đi ạ. Bác đeo đôi giày này có đến trọn đời chả hư được bác nha. Không bao giờ hư luôn. Các bác này, mình cái già đó này. Bác đeo trọn đời luôn chả hư được này. Đấy. Mã XL4 size 42 giá 1 triệu 7. Lên thì bác một đôi giày VIP nữa size 41 này. Một đôi Core của Hàn Quốc này. Size 41 bác nhé. Những cái đôi này ra các bác đeo nó đến trọn đời luôn, chả bao giờ hư được. Đấy đây. Made in Korea. Như cái dòng da bên trong bác nó hay bị nổ nhá. Cái da này, cái da lót bên trong nó hay bị nổ lắm bác nhé. Đấy. Các bác mua em sẽ để này, các bác mua có lưu ý nhé. Là những cái miếng bên trong bác này. Những cái da mỏng bên trong bác nhá, nó hay bị bong bác nhá. Những cái kiểu dày này này, hay cực kỳ hay bị bong luôn bác nhá. Đấy. Đâm ra em báo trước các bác như vậy nhưng nó không sao bác nhá. Các bác nó bong thì như vẫn vô tư bác nhá. Nó bong các bác đeo. Cái quan trọng là cái da ngoài thôi này, còn cái da trong này nó bong thì không vấn đề bác nhá, quan là xấu bác nhá. Nó sẽ không đẹp thôi. Chứ còn để mà nó không ảnh hưởng đến da ngoài nữa các bác nhá. Cái kiểu lót trong ấy. Kiểu cái giày si để lâu ngày nó ẩm ẩm ướt ẩm ấy các bác. Nó ẩm nó sẽ bị mục những cái da trong đi ấy. Size 41. Để rẻ cho các bác thôi nhá. Mã XL5. Những cái đôi mà có cái da trong như thế thì em sẽ để rẻ cho các bác. Vì nó các bác về đeo một một vài tháng hay là nhiều khi đeo một tuần sau nó cũng đã bong rồi bác nhá. Cái nếu mà cái đôi nào mà có cái lớp da mỏng dính ở bên trong là hầu như là vậy tất. Mã XL5 này, size 41 này. Bác lấy em để bác giá 1 triệu nhé, 1 triệu. Đấy, những cái đôi mà nó có cái da mỏng bên trong thì em sẽ để rẻ cho các bác nhé. Nói chung là nó bong thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bác nhé. Các bác đeo ơn trọn đời chả hư được đâu, nhưng mà nó sẽ không được được thẩm mỹ bác, nó sẽ không được đẹp ấy. Nếu như chỉ không đẹp với bản thân mình thôi, còn người ngoài thì không ai nhìn thấy bác nhé. Mã XL5 này, size 41 giá 1 triệu. Một đôi 39 xuất hiện. Một đôi siêu phẩm size 39 xuất hiện. Kiểu dáng thì thôi rồi luôn. Giày Việt Nam làm gì có những kiểu dáng này đúng không bác? Nó chỉ có giày châu Âu mới có những kiểu dáng độc lạ này thôi. Brack nấc gì ạ? Có cả lỗ không hơi. Giày của Pháp các bạn ạ. Mã cốt này. Mã cốt này. Roti của Paris. Paris bác nhé. Giày của Pháp. Size 39 ạ. Mã XL6. Size 39. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là
1 triệu rưỡi bác nhá, 1 triệu rưỡi đấy ạ. Một đôi giày VIP này. XL6 size 39 giá 1 triệu rưỡi. Tiếp tục một đôi size to size 42. Vẫn một là một đôi giày siêu phẩm nhưng mà size to, mấy đôi size 39 rồi này size 42 đây. Đế shop. Đôi này là Elegantô thôi nhé. Elegantô. Đi có tí nha, xin lỗi có tí nha. Em ơi. Cái hàng gì đấy? Mấy phút nữa anh vào. Tầm cỡ 15 phút nữa thôi nha. Nhưng mà để anh phải thử. Nếu mà không có chị ở nhà, nếu mà không được là anh gửi lại chú đúng không? Này. Đẳng cấp của đẳng cấp đây. Size 42. Size 42 cái bút đâu rồi? Mà làm sao có cái bút vào đấy vừa chạy đâu mất rồi. Đôi này là mã XL6. XL6 này. Size 42. Đấy, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 6 bác nha, 1 triệu 6 ạ. XL6 size 42 giá 1 triệu 6. XL6 size 42 giá 1 triệu 6. Lại một đôi hàng kinh điển ngày hôm nay. Size 42 nữa các bác nhé. Simbred. Simpet. Đôi này thì hàng của nó là kinh điển rồi. Đôi này nó xịn, không ai xịn bằng nhé. Loại gù xìu xiếc vào vứt đi coi nhé, không có đối thủ đâu nhé. Đây ạ. Size 42, đôi này của nó siêu siêu VIP luôn. Lâu lắm mới về đôi King Pass này bác nhé. Rất lâu rồi bác ạ, mới có được đôi King Pass này, size 42. Mã XL7. Size 42, bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu 9. 1 triệu 9 bác nhá. Cái đôi này nó nếu mà rơi vào tầm như mấy tháng trước mà nó không có ế ẩm bác ạ. Đôi này phải tầm có 3 triệu. XL7 size 42 giá 1 triệu 9. Nhưng do đợt này nó ế ẩm quá, hàng hóa toàn phải bán lỗ bán xả bác nhá. XL7 size 42 giá 1 triệu 9. Một đôi giày siêu nhẹ của size 41. Đôi này là siêu siêu nhẹ luôn. Đôi này chưa tới nửa lạng. Bút xô. Bít xốp. Siêu nhẹ luôn. Đôi này là mã
8. Size 41. Nó lấy đôi này để ba cái giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu đi shop. XL8. Size 41 giá 1,5 triệu. Những cái đôi giày là rẻ hơn năm ngoái đúng nửa tiền luôn các bác. Năm ngoái đôi bit shop này để không bao giờ có giá dưới hơn 2 triệu đúng không ạ? Hôm nay em sẽ lên cho bác một đôi cá sấu đi. Lâu lắm rồi, đôi cá sấu này. Size 39. Biết lâu rồi thì có những đôi size 3 lắc cốt này bác nhá. Size 39 này. Đấy, bác nào mà chân 39 đeo đôi này thì thôi rồi luôn. Cá sấu này, lắc cốt này. Lắc cốt. Những đôi này thì 4-5 triệu bình thường các bác nhé. Size 39. Mã XL8. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1,9 triệu luôn. 1,9 triệu cho đôi lắc cốt bác nhé. XL8 này, size 39, giá 1,9 triệu này. Tiếp tục đến năm đôi size 40. Đây, size 40. Size 40. Mã XL. Con này là XL10. Size 40. Đấy, giá nó là 1,2 triệu. 1,2 triệu nhá, XL10, size 40. Đấy, XL10 này, size 40, giá 1,2 triệu. Đấy là video ngày nay thì em lên cho các bác chục đôi như thế bác nhé. Các bác ưng đôi nào nhé, cho liên hệ. Em xin chào các bác.